Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em lại xin phép giới thiệu thêm một cái cây cát tum nữa mà nó đang nở nhem em. Thì nó là một cái cây cát tum, gọi nôm na gọi là cát tum bởi vì cứ cái cây nào ra hoa ấy, thì là ở dưới gốc ấy thì gọi là cát tum, còn cây nào ra hoa ở trên ngọn thì trên thân ấy thì gọi là thiên nga. Đấy thì chắc anh chị cũng để ý về cái dòng này, nó ra củ và em cũng nói là nó khá là dễ trồng. Cây này còn hương thơm thì nó tùy cây, có hương cây không có. Ví dụ như cây này là cây hương rất nhẹ. Cây này thì đây là thực ra là cũng có tên ghi ở đây nhưng mà ghi bị sai. Tên này nó không thể tìm được trên nước ngoài, là người ta không có cái tên này. Đấy. Thì đây nếu một bông thì nó cũng rất là to, bông to như cái bát con vậy. Rất to anh chị ạ, rất to. Đây là một cái cây em cũng muốn sưu tầm thêm vào cái bộ sưu tập của em. Tên thì là người ta ghi nhưng mà sai tên. Thì cây này thì như em tìm hiểu thì nó là một cái cây Fibulatum lai với cả một cái cây Colostum khác nhau. Nó là hai cây. Thì cái tên của nó chính xác thì em sẽ ghi ở trên dưới thông tin vào trên website. Cái cây này thì em sẽ cố gắng tìm hiểu tên để chúng ta cùng biết đến những cái cây này là phải biết tên nó. Chứ còn như cái người bán, người ta năm ngoái người ta bán cho em ấy, thì người ta chỉ bảo là cây xanh thôi, nhưng thực ra người ta cũng không biết chính xác cái cây gì cả. Và người ta ghi tên này thì em tìm không ra, nhưng em thấy thân lá rất là lạ nên em đã mua về để em sưu tầm những cái cây này. Thì nó cũng rất là hay, nó cũng có một cái hay riêng. Đấy, dòng cát tum bởi vì em vẫn nói là nó rất là dễ trồng và dễ hoa, nó không phải khó lắm. Còn nếu như anh chị mà chăm mà nó chưa được thực sự dễ trồng ấy, thì anh chị có thể là xem lại, bởi vì xem lại cái điều kiện môi trường của mình ấy, chứ em thấy là thực ra nó rất là dễ trồng và trồng rất là ok, hoa rất to. Anh chị thấy là hoa rất to, chùm hoa rất to luôn, to như là một chùm kiều ấy. Đấy, thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu đến cái cây này. Cái này là một cây Catastum Fibulatum lai với một cái cây cross một cái cây gọi là cái cây Colostum. Nhưng một cái cây Colostum ấy thì là có thể là nó lai với cái cây Rutilian, là một cái cây nó cũng là dạng một cây Colostum khác. Nhưng mà khả năng cây Fibulatum là cái lai với cái đó. Còn cái cây Fibulatum thì về cơ bản là nó cũng được lai từ hai cái, nó cây Fibulatum nó được cây từ cây Areo lai về cả cái cây Verre. Đấy, thì nó là cái cây Fibulatum. Thì cái cây dáng hoa, dáng thân lá của cây này ấy, thì là đúng là cái dòng Fibulatum. Thì nó là dòng thân củ nhỏ và khá là cao, dài chứ nó không phải to. Đây thì em cũng sẽ quay xuống để mọi người cùng xem. Đấy. Anh chị thấy không ạ? Cái dòng này thì thân lá nó không to như là cái dòng Catastum, gọi là cái cây gì à, gọi là cây xanh đi, gọi là cây xanh tệ dễ. Cái đấy là nó là Catastum Remoraner ấy, thì cái cây xanh ấy thì lá nó rất là to. Còn cái cây mà dòng Fibulatum này thì hôm nọ anh chị có thể xem lại cái video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, nó một cái cây Fibulatum thân lá nó cũng dạng cây này. Thì dạng cây này thì nó là cùng gen mà, kiểu dạng cùng gen. Thân lá của nó thì đây anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Đấy. Thì nó hơi có chấm một chút. Và đa phần là xanh sạch, cái chấm nó rất là nhỏ và mờ. Nhưng xanh sạch của nó thì những cái cây hoa xanh tuyền ấy, hoặc là những cái cây mà ấy thì thường thân lá xanh sạch, nó cũng như kiểu xem phi điệp hay xem cái gì đó. Những cái cây đột biến ấy, hoặc cái những cái cây hoa xanh tuyền hay là cây trắng tuyền ấy thì thân lá xanh sạch. Còn những cái cây mà có chấm như này thì thân lá nó vẫn hơi chấm. Đấy. Cái cây này thì củ nó dòng củ nhỏ gầy cao giống dạng thiên nga. Củ của nó cao khoảng từ 15 đến 20, có thể là 25 30 cm. Và to khoảng chỉ từ 2 đến 3 cm thôi. Đấy anh chị thấy không ạ? Đấy. Lá của nó thì vẫn có lá gân như những cái dòng Catastum khác. Thì cái cây này thì nó lá nó khá là nhỏ. Lá nó chỉ từ 4 đến 8 cm thôi, chứ nó không được từ 8 đến 15 cm như cái cây Remoraner đâu. Cái Remoraner thì cái cây đấy, cây xanh ấy.
cây xanh thì nó thân lá nó to hơn. Còn cái cây này có cái cây xanh là cái cây Remoraine ấy, nó khác nhau. Cây này nó dòng lá nhỏ hơn, dòng lá nhỏ và cái đặc trưng của nó thì nó hơi răn. Anh chị thấy không ạ? Răn mép lá này, mép lá nhăn, đấy, nó nhăn răn 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 rất là lạ. Đấy là cái đặc trưng của cái cây này. Em thấy nó thế, cái lá nào nó cũng răn nhé. Nhưng mà nó chỉ là đặc trưng thôi chứ nó thực ra nó chẳng có giá trị gì cả. Nó chỉ là đặc trưng thôi. Đặc trưng thôi. Đấy, đây, các chị anh chị thấy cái mép lá của nó cứ răn 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 răn. Mép lá răn. Và thân lá nó dòng thân lá nhỏ. Lá nhỏ nhưng mà dài, dài thì nó vẫn dài từ khoảng 30 đến 50 cm, có thể là 60. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đây người ta bản thân người ta là mua bên Thái về người ta ghi tên cũng bị sai. Đấy. Em tìm hiểu lại thì tên nó khác rồi. Không phải là tên như này. Tên thì em sẽ ghi rõ chi tiết ở trên website hoặc là trên video trên YouTube. Thì còn cái này thì hoa của nó rất to. Hoa của nó thì nó được khoảng tầm độ 10 đến 15 bông. Như đây thì cái này nó được tầm độ 14 bông. Đây được 14 bông. Cái này được 14 bông của chùm hoa rất to. Và cái này là nở ngày thứ ngày hôm nay là ngày thứ 3. Bắt đầu hé thì là và đến ngày hôm nay là được 3 ngày. Cái này thì cái bộ cánh của nó thì nó thiên về màu xanh. Nó màu xanh nhưng mà hơi có chấm nâu. Chấm nâu đỏ mờ mờ nhỏ. Đấy. Anh chị nhìn nó. Cái dòng Fibre Autumn này anh chị có thể check trên Google ấy thì tìm hiểu sẽ ra. Đấy, còn cái cây này thì thực ra cái dòng cắt tung này thì được có rất là nhiều, ít anh chị là biết tên nó. Còn sưu tầm thì có thể là nhiều anh chị đã có rồi nhưng mà có khi chưa biết tên. Thế nên là Việt Nam mình có những cái cây này là rất là ít người biết tên đến. Thì đợt tới đây em sẽ cố gắng để có những cái cây cắt tung này để em sưu tầm và em sẽ ghi tên nó vào. Để mọi người chúng ta có thể mua bán nó phải biết cái tên của nó, đúng không ạ? Đấy, cái cây này là một cái cây xanh họng hơi màu vàng và lưỡi cánh nó hơi nâu chấm thì thấy không ạ? Đấy. Màu chủ đạo là màu xanh nhá, xanh trắng. Lưỡi xanh đậm hơn cánh hơi xanh trắng và chấm nâu rất đẹp. Cái này thì nó dòng cắt tum đấy thì như em vẫn nói là nó sẽ mùa của nó khá dài. Mùa của nó dài chứ không phải là nó nở nhiều lần. Có nghĩa là cùng một cây nhưng có thể là nó sẽ nở tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12. Đấy là phụ thuộc vào tùy từng cây khác nhau. Và điều kiện chăm ấy, điều kiện chăm giống cũng một phần nhưng mà phụ thuộc điều kiện chăm nữa nó cũng rất là ảnh hưởng bởi cái điều kiện chăm. Thì cái cây này thì là một cái cây hương thơm nhẹ. Nó mùi nó không mạnh lắm và hương thơm nhẹ. Cần hoa của nó dài khoảng từ 40 đến 50 cm và nó to như cái đũa ăn cơm vậy, kiểu dạng vậy. Nó khoảng từ 3 đến 5 mm. Đấy là cần hoa của nó rất to. Đấy, thì đây em sẽ quay tổng thể một chút. Chúng ta cùng ngắm cây Catastum này. Cái Furiatum này. Nó là một cái cây lai với cây Catastum khác. Thì em sẽ ghi cái tên chính xác ở dưới. Còn cái cây này thì em nghĩ là gọi tên nó là xanh chấm nâu. Đấy, cứ gọi theo mặt hoa thôi. Furiatum, dòng Furiatum xanh chấm nâu thì là một cái cách dễ nhất để nhớ nó. Cây xanh chấm nâu này thì nó là một cái cây rất đẹp. Và em thấy là màu đẹp và màu rất đẹp. Đấy, có một tí nắng mà trông nó đẹp hẳn. Màu đẹp và chùm hoa rất lớn. Cây này thì chùm hoa nó không lớn, không khác gì những cái cây Remoraine hay là cái cây những cái cây một số cây khác à. Đại loại là có rất nhiều cây mà em tên khoa học thì em không nhớ được. Không nhớ được nhiều, đa phần em tìm hiểu xong em sẽ ghi vào đó để lưu lại một cái thông tin. Để có thể là bây giờ anh chị có thể xem hoặc là về sau anh chị có thể là có một cái thông tin, có một cái dữ liệu rằng là cái cây này nó là cây gì. Anh chị có thể tìm hiểu thêm. Em sẽ ghi tên những cái cây cắt tung hay là những cái cây này là tên theo hoa, theo mặt hoa. Có nghĩa là xanh chấm hay là đỏ hay là gì đó thì em sẽ ghi theo tên Việt. Để chúng ta về sau có thể tìm hiểu và search, có thể tìm hiểu ngay là chính xác cái cây nhà mình tên là gì. Thì em sẽ cố gắng để lưu lại những cái thông tin đó. Chứ còn tên như người ta ghi ở trên là sai bét. Không đúng. Năm ngoái em mua thì người ta bảo xanh thôi, thực ra thì người ta không biết. Thì về cái dòng này thì nó cũng khá là khó. Nên là em sẽ cố gắng để giới thiệu thêm về những cái cây khác nữa.
Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm ủng hộ theo dõi em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau và những cái cây em giới thiệu sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Đấy, có chút nắng trông đẹp hơn. Cái này mà có một cái không gian lớn hơn quay về ánh sáng một chút đó, nhiều sáng một chút nữa thì rất là đẹp. Nó sẽ tô được hết cái màu xanh lên rất là đẹp. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người.